tỉnh Quảng Nam. Thanh Hóa, vùng đất sơn thủy hữu tình, khí thiêng hội tụ, cửa ngõ vào Nam ra Bắc, có đủ tiềm năng của ba vùng kinh tế miền núi, trung du, đồng bằng ven biển. Về với xứ Thanh, chúng ta như được quay về nguồn cội, nơi có hang Con Mong, ghi dấu tích đầu tiên của văn hóa loài người, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, di sản văn hóa thành nhà Hồ, di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Bà Triệu. Thanh Hóa còn có bãi biển sầm sơn đẹp thơ mộng, dãy Pù Luông được ví như một Sapa thu nhỏ. Nơi đây có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Người Mường có dân số đứng thứ 2 trong số các dân tộc đang cư trú tại Thanh Hóa. Và hôm nay về với xứ Quảng, người anh em trọn nghĩa nặng tình, đoàn nghệ thuật quần chúng dân tộc Mường huyện Ngọc Lặc đại diện cho những giá trị văn hóa tiêu biểu Mường với những đặc trưng về ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán để giới thiệu quảng bá tới bạn bè các tỉnh. Mộc mạc và giản dị, nhưng nền văn hóa đặc sắc của người Mường vẫn luôn được truyền lại qua bao thế hệ để ngày nay mang trong mình một sức sống mạnh mẽ, lâu bền. Về với ngày hội, đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Thanh Hóa xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các nghệ nhân diễn viên của các đoàn nghệ thuật của các tỉnh một chương trình nghệ thuật mang đậm nét văn hóa dân gian của đồng bào Mường Thanh Hóa. Tiết mục Mường ta mở hội, nhạc Vũ Công Chí, lời nghệ sĩ ưu tú Đỗ Bá Tổ biểu diễn toàn đoàn. Tiết mục thứ hai là Sườn Giao Duyên của nghệ nhân Lê Thị Hương, sáo ôi Hà Văn Đào và hòa tấu trống chiêng biểu diễn Phạm Khánh Hoàng, trống giàn nghệ nhân Phạm Vũ Phượng. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Thank you.
Oh,